Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Tin Mới Nhất. Tại đây, những tin tức thời sự trong nước và quốc tế sẽ được cập nhật liên tục trong 24 giờ hàng ngày, nhanh nhất, chính xác nhất. Kính mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình là những tin chính sau đây. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đang theo dõi bản tin 24 giờ. Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin ngày hôm nay, bản tin 24 giờ xin được chuyển đến quý vị khán giả những thông tin mới nhất về tình hình thời tiết trên cả nước. Ngay sau đây là nội dung chi tiết có trong chương trình. Thời tiết năm 2023 để phòng bão mạnh, nắng nóng gay gắt hơn năm 2022. Lào Cai mưa đá, sông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị hư hỏng nặng, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Kính thưa quý vị khán giả, thời tiết năm 2023 đề phòng bão mạnh, nắng nóng gay gắt. Trong năm 2023, dự báo sẽ có khoảng 11 đến 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông, trong đó có khoảng 5 đến 6 cơn bão ảnh hưởng đến đất liền. Nắng nóng sẽ trở nên nguy hiểm hơn và gay gắt hơn năm 2022. Theo đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong năm 2023, dự báo nắng nóng sẽ ở mức nhiều hơn và gay gắt hơn năm 2022. Trên phạm vi toàn quốc cũng như khu vực Biển Đông cần đề phòng bão mạnh, hướng di chuyển phức tạp. Đề phòng bão mạnh, thông tin tới phóng viên Vietnamnews vào ngày 9 tháng 1, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, theo dự báo, La Nina hiện tượng bề mặt biển ở trung tâm và phía đông xích đạo Thái Bình Dương lạnh đi so với bình thường, còn duy trì đến hết mùa xuân năm 2023, sau đó chuyển dần sang trạng thái trung tính vào mùa hè. Với xu thế khí tượng trên, ông Hưởng dự báo năm 2023 sẽ có khoảng 11 đến 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông, trong đó có khoảng 5 đến 6 cơn bão ảnh hưởng đến đất liền. Theo quy luật, các đợt bão áp thấp nhiệt đới xuất hiện vào thời điểm các tháng đầu mùa sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Tiếp đó, từ khoảng tháng 9 đến tháng 11, bão áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung. Dự báo về lượng mưa, ông Hưởng cho biết, năm 2023 tổng lượng mưa ở mức thấp hơn đến tương đương trung bình nhiều năm. Hiện chưa có dấu hiệu của mưa lớn lịch sử, tuy nhiên mưa lớn cục bộ vẫn xuất hiện ở nhiều các tháng trong mùa mưa. Đặc biệt, ông Hưởng cho biết năm 2023 là năm chuyển pha Enso, thời tiết khí hậu thường có những biến động mạnh. Vì thế, các tỉnh trên phạm vi toàn quốc cũng như khu vực Biển Đông cần đề phòng bão mạnh, hướng di chuyển phức tạp, mưa lớn cục bộ, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt trong các tháng chuyển mùa và trong thời kỳ mùa mưa bão năm 2023. Nắng nóng gay gắt hơn năm 2022. Về xu thế nhiệt độ, nắng nóng, ông Hưởng cho biết, các tháng nửa đầu năm 2023, nền nhiệt độ có xu hướng xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Các tháng nửa cuối năm, nhiệt độ có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm. Dự báo nắng nóng ở mức nhiều hơn và gay gắt hơn năm 2022. Các đợt nắng nóng chủ yếu tập trung từ tháng 4 đến tháng 8 tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, ông Hưởng lưu ý. Nhận định thêm về diễn biến thủy văn năm 2023, ông Hưởng cho biết, từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2023, nguồn nước trên sông suối, hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình thiếu hụt từ 20 đến 40%, thiếu hụt nhiều trên lưu vực sông Đà, sông Thao, hạ lưu sông Lô. Riêng hạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình, trong tháng 1 đến tháng 2, mực nước xấp xỉ trung bình nhiều năm từ 10 đến 20% do các hồ thủy điện cấp nước tăng cường phục vụ đồ ải cho vụ đông xuân. Mùa lũ năm 2023, đỉnh lũ trên các sông phổ biến ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm, riêng các sông suối nhỏ lớn hơn trung bình nhiều năm. Tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, trong mùa khô năm 2023, lưu lượng dòng chảy trên các sông của Trung Bộ, Tây Nguyên phổ biến thiếu hụt từ 20 đến 40% so với trung bình nhiều năm. Có sông thiếu hụt trên 50%. Riêng số sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, lượng dòng chảy ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. Đối với khu vực Nam Bộ trong mùa khô năm 2023, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long ở mức tương đương trung bình nhiều năm 2012-2022 và không gay gắt như mùa khô năm 2019-2020, thấp hơn so với năm 2022. Các đợt xâm nhập cao nhất ở cửa sông Cửu Long khả năng tập trung trong tháng 2 và tháng 3 năm 2023. Các sông Vàm Cỏ, Cái Lớn vào tháng 3 và tháng 4 năm 2023. Với diễn biến dòng chảy trên sông, ông Hưởng lưu ý các địa phương ở vùng đồng bằng sông Cửu Long cần kịp thời cập nhật những thông tin dự báo khí tượng thủy văn, có những biện pháp chủ động phòng chống xâm nhập mặn. Về chiều cường, ông Hưởng cho biết, từ nửa cuối tháng đến đầu tháng 3 năm 2023, tại khu vực ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện 5 đợt chiều cường. Trong đó, đợt 1 xảy ra từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 1 năm 2023, đợt 2 từ ngày 7 đến ngày 2, đợt 3 từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 2, đợt 4 từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 3, đợt 5 từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 3. Độ cao ở mức nước tại trạm Hải Văn Vũng Tàu sẽ ở mức cao trên 4,1 mét. Lào Cai, mưa đá, dông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Theo thống kê ban đầu, xã Nậm Chảy chịu thiệt hại nặng nề nhất với 45 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, tập trung tại xã Sấn Bản. Những ngôi nhà này đều được lập bằng tấm bờ xi măng. Vào khoảng 19 giờ 10 phút ngày 28 tháng 4 trên địa bàn huyện Mường Khương xuất hiện mưa lớn, dông lốc, có nơi xuất hiện mưa đá, khiến nhiều ngôi nhà trên địa bàn bị hư hỏng nặng. Mưa đá xuất hiện ở một số xã như Vùng Nai, Nậm Chảy, Thanh Bình,
với mật độ khá dày, đường kính trung bình khoảng 1,5-2 cm. Đặc biệt tại xã Nậm Chảy xuất hiện nhiều viên đá to bằng quả trứng gà, đường kính hơn 5 cm. Trận mưa đá kéo dài khoảng 10 phút. Theo thống kê ban đầu, xã Nậm Chảy chịu thiệt hại nặng nề nhất với 45 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, tập trung ở xã Sấn Bản. Những ngôi nhà này đều được lập bằng tấm bờ xi măng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Chảy Cư Thọ cho biết trong đêm ngày 28 tháng 4, xã tập trung chỉ đạo sắp xếp những hộ dân có nhà bị ảnh hưởng đến ở tạm tại các hộ nhà kiên cố trong thôn. Ngày 29 tháng 4, xã sẽ tiếp tục tiến hành thống kê thiệt hại, huy động lực lượng tiếp tục khắc phục hậu quả, hỗ trợ ổn định đời sống cho người dân. Đây là trận mưa đá thứ hai được ghi nhận trên địa bàn huyện Mường Khương từ đầu năm đến nay. Trước đó, sáng ngày 24 tháng 4, mưa đá xuất hiện tại khu vực xã Tà Ngài Trồ, khiến một số diện tích cây trồng bị ảnh hưởng. Hiện tại, một số xã trên địa bàn huyện Mường Khương vẫn tiếp tục có mưa. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, các địa phương đang thống kê thiệt hại do mưa lớn, mưa đá gây ra trên địa bàn. Ngày 29 tháng 4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Ngày và đêm ngày 29 tháng 4, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời trở lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét. Trong đợt không khí lạnh, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 19 đến 22 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do áp cao lục địa đang tăng cường xuống phía Nam, từ ngày 29 tháng 4, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Sóng biển cao 1,5-2,5 m, biển động. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp độ 2. Về diễn biến không khí lạnh, khoảng gần sáng vào ngày 29 tháng 4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Ngày và đêm 29 tháng 4, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời trở lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 19 đến 22 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén dạnh áp thấp, nên từ đêm ngày 28 đến ngày 29 tháng 4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 30 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, từ chiều tối ngày 29 đến 30 tháng 4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ra ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông cơ sở hạ tầng. Mưa to đến rất to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét mưa đá là cấp độ 1. Thời tiết các khu vực đêm ngày 28 ngày 29 tháng 4, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 đến 28 độ C. Riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 29 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Từ gần sáng ngày 29 tháng 4, chuyển gió đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 23 đến 26 độ C, có nơi trên 26 độ C. Thủ đô Hà Nội nhiều mây có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Từ ngày 29 tháng 4, chuyển gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 24 đến 26 độ C. Các tỉnh từ Thừa Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, từ gần sáng ngày mai có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối ngày 29 tháng 4 có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ riêng phía Bắc ngày 29 tháng 4, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26 đến 29 độ C, phía Nam 30 đến 33 độ C. Các tỉnh thành phố Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ C, có nơi trên 35 độ C. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ nắng nóng gay gắt, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất 33 đến 36 độ C, riêng miền Đông 35 đến 37 độ C. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình thời tiết của bản tin 24 giờ ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, cũng như các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh.
Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới nhất.